thầy ơi nói tôi năm nay lại tám tai, quẻ số nói tôi sẽ gặp điều không may. Ôi rồi ôi, lại thêm một năm chờ may nữa à, sao mà xui thấy bà. Ôi rồi ôi, để tôi 10 năm tâm tại hết 10. Thầy bói nói tôi cũng cho thầy năm trai, để sẽ phất lên sẽ mua nhà này mai. Ôi ôi rồi ôi, thì ra giàu sang thật là dễ dàng. Ôi mà sao dễ dàng. Ôi ôi rồi ôi, thầy ơi nhận cho tiền em cúng dường. Năm ngoái kế đô thì năm nay tự vi chữ sao là hồng. Năm ngoái cũng không đủ đồ nên em hay gặp chuyện không đâu. Em chẳng có tin dị đoán nhưng phải coi bói cho to tường. Em chẳng có tin dị đoán nhưng thầy ơi nhận cho tiền em cúng dường. Thầy ơi nhận cho tiền em cúng dường. Lại cô lại thầy lại bác trên cao, xuống đi mà chứng cho em với nào. Em thì ăn chay trường nhưng mà đôi khi em thèm ăn thịt nướng. Tính em nó không khẩu nghiệp nhưng mà đôi khi lại hay nhiều chuyện, nên cứ mỗi năm em lại tốn tiền lên chùa Ba Vàng đi giải nghiệp. Thầy bói nói tôi cũng cho thầy năm trai, để sẽ vẫn lên sẽ mua nhà này mai. Ôi rồi ôi, thì ra giàu sang thật là dễ dàng. Ôi mình ơi dễ dàng. Ôi ôi rồi ôi, thầy ơi nhận cho tìm em cúng dường. Năm ngoái kế đô thì năm nay tử vi trước sau là hầu. Năm ngoái cũng không đủ đồ nên em hay gặp chuyện gì đâu. Em chẳng có tin gì đoán nhưng phải coi bữa cho to tương. Em chẳng có tin gì đoán, thầy ơi nhận cho tìm em cúng dường. Thầy ơi nhận cho tiền em cúng dường. Em đã hơn 22 nhưng em vẫn lo lắng cho tương lai. Thầy ơi có giùm em làm sao ở không mà vẫn có tiền sai. Làm sao chẳng cần cố gắng mà vẫn luôn gặp được nhiều may mắn. Thầy ơi giúp em một khỏe để đời em không còn nhiều lắng tăng. Năm ngoái kế đô thì năm nay tử vi chiếu sao là hầu. Năm ngoái cũng không đủ đồ nên em hay gặp chuyện không đâu. Em chẳng có tin gì đoán nhưng phải coi bỡ cho ta từ. Em chẳng có tin gì đoán, thầy ơi nhận cho. Thầy ơi nhận cho. Thầy ơi nhận cho tiền em cúng dường. Thầy ơi nhận cho tiền em cúng dường. Em đã hơn 22 nhưng em vẫn lo lắng cho tương lai. Thầy ơi coi chùm em làm sao ở không mà vẫn có tiền sai. Sáu chẳng cần cố gắng mà vẫn lúng gặp được nhiều may mặn. Thầy ơi giúp em một quẻ để đời em không còn nhiều lắng tăng.